Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin những gì chúng ta chưa biết về viêm phổi Vũ Hán. Bất chấp nỗ lực đáng kinh ngạc của các nhà khoa học trên khắp thế giới, vẫn còn có nhiều điều chúng ta không hiểu về cúm Vũ Hán và tất cả chúng ta giờ đây là một phần của một thí nghiệm trên khắp hành tinh đang cố gắng tìm một câu hỏi. Và dưới đây là một số thắc mắc vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Điều thứ nhất, đã bao nhiêu người bị nhiễm bệnh? Đây là một trong những câu hỏi cơ bản nhất, nhưng cũng là một trong những câu hỏi quan trọng nhất hàng đầu mà khắp các nước trên thế giới đang rất quan tâm. Đây là hình ảnh cập nhật vào ngày 30 tháng 3 cho thấy có tới 752.687 ca nhiễm với 36.226 ca đã tử vong trên cả thế giới và đang tiến đến mốc 1 triệu ca nhiễm cúm Vũ Hán trong vài ngày tới. Đã có hàng trăm ngàn trường hợp được xác nhận trên toàn thế giới, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong số tổng ca nhiễm bệnh. Và các con số còn bị nhầm lẫn bởi một số trường hợp có triệu chứng không xác định được, những người nhiễm cúm nhưng không cảm thấy bị bệnh. Phát triển một xét nghiệm kháng thể sẽ cho phép các nhà khoa học và nghiên cứu xem xét liệu có ai đã nhiễm cúm Vũ Hán hay chưa. Chỉ sau đó chúng ta mới có biểu hiện về dịch cúm Vũ Hán đã lây lan bao nhiêu hoặc dễ dàng như thế nào. Nó thực sự nguy hiểm đến như thế nào là một câu hỏi cũng được đặt ra. Nếu dựa trên con số tổng các ca nhiễm đã phát hiện là 747.227 ca với số tử vong là 36.223 người, thì tỷ lệ tử vong trung bình trên toàn thế giới là 4,8%. Tuy nhiên, cho đến khi chúng ta biết chính xác có bao nhiêu trường hợp đã xảy ra thì vẫn không thể chắc chắn về tỷ lệ tử vong. Hiện tại, các nghiên cứu ước tính có khoảng 1% số người nhiễm cúm Vũ Hán đã chết. Nhưng nếu số lượng lớn bệnh nhân không có triệu chứng thì tỷ lệ tử vong có thể còn thấp hơn. Danh sách đầy đủ các triệu chứng là gì? Câu hỏi cũng đặt ra. Các triệu chứng chính của cúm Vũ Hán là sốt và ho khan. Đây là những triệu chứng bạn nên chú ý khi gặp phải. Và một cơn đau họng, đau đầu và tiêu chảy cũng là được báo cáo là một trong những trường hợp có thể suy đoán rằng việc mất khứu giác có thể ảnh hưởng đến một số người. Đây là hình ảnh của báo chí đã đăng tải vào ngày 30 tháng 3 đưa tin nữ hoàng Anh Elizabeth đã bị nhiễm cúm Vũ Hán. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là liệu các triệu chứng nhẹ giống như cảm lạnh, sổ mũi hoặc hắt hơi có ở một số bệnh nhân hay không? Các nghiên cứu cho thấy có triển vọng là mọi người có thể bị lây nhiễm mà không biết rằng họ đang nhiễm cúm Vũ Hán trong người. Và câu hỏi tiếp theo là vai trò của trẻ em trong việc lây nhiễm như thế nào? Trả lời, trẻ em chắc chắn có thể bị nhiễm cúm Vũ Hán. Tuy nhiên, các em đã số phát triển triệu chứng nhẹ, tương đối ít trường hợp tử vong trẻ em so với các nhóm tuổi khác. Trẻ em thường là những kẻ lây lan bệnh tật rất tích cực, một phần vì chúng gần gũi với nhiều người, thường ở sân chơi. Nhưng với loại cúm này, không rõ các em giúp lây lan đến mức độ nào. Tiếp theo câu hỏi là cúm này chính xác đến từ đâu? Trả lời, cúm chủng mới xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019, nơi có một nhóm các trường hợp bị nhiễm tại một chợ động vật. Cúm Vũ Hán có liên quan chặt chẽ với cúm lây nhiễm của loài rơi. Tuy nhiên, người ta cho rằng cúm này được truyền từ rơi sang một loài động vật bí ẩn và sau đó mới chuyển sang người. Vậy liệu bệnh dịch có giảm đi vào mùa hè hay không? Đây là một nhận định rất sớm được đưa ra với hầu hết ý kiến tán đồng, kể cả ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông cho rằng dịch cúm sẽ giảm xuống vào mùa hè vì nhiệt độ nóng lên, mặc dù chưa có thực nghiệm nào xác định điều này. Đây là hình ảnh những người cao tuổi nhiễm cúm Vũ Hán rất dễ bị nguy kịch vì sức khỏe và đề kháng rất yếu. Cảm lạnh và cúm phổ biến hơn vào những tháng mùa đông so với mùa hè, nhưng vẫn chưa biết là liệu thời tiết ấm hơn có làm thay đổi sự lây lan của cúm hay không. Các cố vấn khoa học của chính phủ Anh cảnh báo rằng không rõ liệu cúm Vũ Hán này sẽ có hiệu ứng theo mùa hay không. Nếu có, họ nghĩ rằng nó có thể nhỏ hơn so với cảm lạnh và cúm. Nếu số người bị nhiễm cúm Vũ Hán giảm mạnh trong mùa hè,
có một nguy cơ là các trường hợp sẽ tăng đột biến vào mùa đông, khi các bệnh viện cũng phải đối phó với một loạt các bệnh nhân mắc phải các loại cúm mùa đông thông thường khác. Tại sao có người bị những triệu chứng nghiêm trọng hơn? Đây là một câu hỏi. Trả lời, cúm Vũ Hán là một bệnh nhiễm trùng nhẹ đối với hầu hết. Tuy nhiên, khoảng 20% bệnh nhân tiếp tục bị nặng hơn. Nhưng tại sao lại như vậy? Sức khỏe, hệ thống miễn dịch của bệnh nhân dường như là một phần của vấn đề, và cũng có thể nó có một yếu tố di truyền nữa. Hiểu điều này có thể dẫn đến cách giúp mọi người không phải cần đến sự chăm sóc đặc biệt. Người cao tuổi thường mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc tim mạch là những đối tượng có sức đề kháng yếu hơn. Nếu mắc phải dịch bệnh cúm Vũ Hán thường bị biến chứng nặng, thậm chí dẫn đến tử vong. Và điều tiếp theo là miễn dịch kéo dài bao lâu và liệu bạn có thể bị nhiễm hai lần hay không? Đã có nhiều suy đoán như vậy, nhưng hiện nay có ít bằng chứng về khả năng ai đó miễn dịch với cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh cúm Vũ Hán với câu hỏi sống được bao lâu. Một nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy, trong không khí thì cúm Vũ Hán có thể tồn tại từ 30 phút đến 3 tiếng. Trên bề mặt kim loại đồng 4 tiếng, trên bìa cắt tông tới 24 tiếng, trên thép không gỉ tới 2 ngày và trên bề mặt nhựa thì tới 3 ngày với nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C và 40% độ ẩm. Để thành công trong việc chống lại cúm Vũ Hán, bệnh nhân phải được xây dựng một phản ứng miễn dịch. Nhưng vì căn bệnh này chỉ mới xuất hiện được vài tháng nên dữ liệu rất thiếu về dài hạn. Tin đồn về việc bệnh nhân bị nhiễm 2 lần rất có thể vì các xét nghiệm không chính xác nói rằng họ đã không còn bị cúm Vũ Hán trong người. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra về khả năng miễn dịch rất quan trọng để hiểu những gì sẽ diễn ra trong dài hạn sau này. Câu hỏi tiếp theo, liệu cúm Vũ Hán có thể biến đổi hay không? Trả lời, cúm luôn biến đổi, nhưng hầu hết các loại thay đổi về mã di truyền của chúng không tạo ra sự khác biệt đáng kể. Theo nguyên tắc chung, chúng ta kỳ vọng cúm sẽ biến hóa để ít để gây ra cho người hơn trong thời gian tới, nhưng điều này không được đảm bảo rằng cúm Vũ Hán sẽ theo đúng lộ trình này. Mối quan tâm của các nhà nghiên cứu là nếu cúm Vũ Hán biến đổi, thì hệ thống miễn dịch không còn nhận ra nó và một loại vaccine cụ thể cũng không còn hoạt động, như đã từng xảy ra với các loại cúm khác. Và uống vitamin và thực phẩm chức năng có thể bảo vệ được bạn khỏi cúm Vũ Hán hay không là một câu hỏi được đặt ra. Một trong các phương pháp được tôn vinh quá, tức là uống vitamin và thực phẩm chức năng. Các viên kẽm và vitamin C nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ khách hàng đồn đại từ trước đến nay. Đây là hình ảnh minh họa cho việc không thể uống vitamin rồi nghĩ rằng họ miễn dịch. Tuy nhiên rửa tay thì là quan trọng hơn rất nhiều. Tiến sĩ Clavlin, giám đốc trung tâm quản lý dinh dưỡng tại Boston cho rằng rửa tay quan trọng hơn rất nhiều so với việc uống thực phẩm chức năng. Các loại thực phẩm chức năng và vitamin có đặc điểm là thường không gây hại cho cơ thể, có thể mang một chút lợi ích về sức khỏe và giá cả thì cực kỳ đắt đỏ. Tuy nhiên, uống vitamin với liều lượng quá lớn sẽ gây ra nhiều nguy hiểm tiềm tàng cho sức khỏe lâu dài của bạn. Vậy nên, cách tốt nhất để bảo vệ hệ thống miễn dịch là thường xuyên rửa tay với xà phòng. Trừ trường hợp bị thiếu hụt dinh dưỡng, các chuyên gia cho biết không có loại vitamin, thực phẩm chức năng, nước ép rau củ, trái cây nào đủ sức giúp bạn miễn khi tiếp xúc với mầm bệnh như loại cúm Vũ Hán. Lời khuyên ăn uống đủ chất không sai, nhưng sự ám chỉ sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe, hệ thống miễn dịch là không đúng. Tiến sĩ Calorien nhấn mạnh rằng thực phẩm chức năng và viên vitamin không hề xấu, thậm chí kẽm và vitamin C còn có khả năng rút ngắn thời hạn bị cảm lạnh. Nhưng cô khuyên mọi người nên uống vitamin tổng hợp không phải để miễn nhiễm với cúm Vũ Hán mà để bổ sung chất dinh dưỡng còn thiếu cho cơ thể mà thôi. Và rửa tay thường xuyên, tránh chạm vào các bề mặt nhiều vi khuẩn như hoặc lau sạch các nắm tay cửa, bề mặt điện thoại di động là những việc bạn nên làm hàng ngày. Mọi người không thể uống vitamin rồi nghĩ rằng họ miễn dịch và không cần các biện pháp phòng ngừa khác, tiến sĩ Aprilina cho biết như vậy. Đây là hình ảnh cúm Vũ Hán có thể gây tổn thương tim cho những người không có tiền sử về bệnh tim trước đó. Một nghiên cứu mới cho thấy các nhà nghiên cứu về tim mạch tại Trung tâm Y khoa của Đại học Texas Houston đã cảnh báo rằng cúm Vũ Hán có thể dẫn tới nguy cơ tử vong đối với những bệnh nhân có tiền sử về bệnh tim.
thậm chí có thể làm gây tổn thương tim cho những người thậm chí không có vấn đề gì về tim trước đó. Các chuyên gia y tế đã biết rằng những bệnh do cúm chủng mới gây ra như bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể dẫn tới nhiễm trùng đường hô hấp, nguy cơ tổn thương phổi và thậm chí tử vong đối với trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nhiều người biết về ảnh hưởng của cúm Vũ Hán này đối với hệ tim mạch. Các nhà khoa học giải thích rằng những nghiên cứu về dịch cúm và các chủng cúm Vũ Hán khác trước đây cho thấy nhiễm cúm Vũ Hán có thể gây ra hội chứng mạch vành cấp tính, rối loạn nhịp tim và làm phát triển hoặc làm trầm trọng thêm bệnh suy tim. Trong bản tin lâm sàng trước đây do Đại học Tim Mạch Hoa Kỳ phát hành, tiết lộ rằng tỷ lệ tử vong do cúm Vũ Hán đối với các bệnh nhân bị tim mạch là 10,5%. Dữ liệu này cũng chỉ ra những người trên 65 tuổi có bệnh mạch vành hoặc cao huyết áp có khả năng nhiễm bệnh cao hơn, cũng như gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng hơn và cần được chăm sóc đặc biệt. Các bạn vừa xem bản tin thời sự truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de